Ở đây có ai có thời gian rảnh rỗi để vô hả? Đi leo ranh với mình không? Mình cô đơn lắm. Mình chơi game mình toàn hả? Ai mời mới được vô chơi thôi chứ mình không có team chơi. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Cat đây. Thì hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau reaction về một cái video hướng dẫn của bác gấu. Từ cái lúc mà mình reaction cái clip của bác gấu cho con gái là mình kiểu rất là khoái ông này. Khoái ông này á? Khoái, khoái mọi người ạ. Chị của mày. Cho nên hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau xem clip hướng dẫn của bác gấu làm sao để leo top server team 7 nha mọi người. Ok, let's go. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với streamer của con gái đây. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với streamer của cô gái đây. Ê, cái câu này quen đúng không mọi người? Câu này có phải của cô Ngân lúc đọc rap không ta? Đúng không? Đúng hả? Vâng. Hôm nay mới về nhà anh em ơi. Hiện tại mình đang chơi với Tùng Tây anh em ơi. Chết nha cưng là Tùng Tây đó anh em ơi. Trời ơi là trời. Tôi lên nhà đó chơi 2 ngày nữa hại đời trai rồi à. Ông còn đời trai không mà hại hả? Ông còn đời trai không mà hại hay là ông hại đời trai con nhà người ta? Trời, trời là trời. Ơi là trời luôn á. Chớ vui cho có hại đời trai đâu anh em ơi. Quỳ. Vâng thì lâu rồi chưa làm một đoạn video vừa bắn vừa tự luận cho anh em. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới với những đồ tự luận điện thoại đối với Simico. Đâu rồi, ra đây đi chơi. Ra đi chơi nào, ra đạn là màu đầu, ra đạn là màu đầu. Ảo ghê không nội. Từ ngày ra cái chô nô á. Hết muốn chơi cây sụt găng luôn em à. Trời ơi là trời, đây có bắt mẻ cho tôi không? Nó mặc cái chô nô lên cái xịt lại ai viên chết. Trời ơi là trời, nó lâu rồi đâu. Đây còn chạy. Ra đạn là màu giáp, ra đạn là màu giáp. Cây rồi nha, hơi cây đấy. Ok thì giờ như anh em đã coi vlog ở nhà Đồng Tây rồi, mình đã quay rất là rõ và cũng quay bằng flycam cho anh em rất là rõ. Không biết anh em có còn muốn coi tôi bắn nữa không, biết anh em có muốn coi mình bắn nữa anh em bình luận, mình sẽ làm rất nhiều đoạn video từ coi chứ, ngày coi cho chứ, coi chứ giải trí Bundy sau những ngày làm việc và... coi anh ơi, anh vừa bắn vừa tấu hài gì là em coi hết á. Tập bất quả. Vâng, rất nhiều anh em gửi lời về cho bác gấu một cái vấn đề, đó là nhà Đồng Tây xong rồi rồi khi nào nhà cũng tới xây gì vậy bác. Rồi khi nào bác lên nhà cũng tới quay vlog. Ok, mình chỉ hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết thôi. Còn những bạn nào mà biết đúng rồi. Những người mà chưa biết như mình này đó, mà coi mọi người. Đi ra giùm cái, đừng có chửi tôi vậy. Trời ơi là trời. Làm thôi, này có người không? Ôi trời. Ê, sao rớt vậy mà không nóc ta? Chạy. Lừa quá. Mỗi anh chấp cái kiếp nhà tay vào sao trên. Kéo là một người dân tử. Gì vậy? Trời ơi, bắn vậy là chết rồi. Bắn gì anh? Chết luôn á. Mẹ biết cái gấu trọng này nè mà. Nó mở livestream tôi không thấy tôi đâu. Nó ra chim mà. Ui. Bây giờ đâu nha, nó kia nó. Cứu anh Tròn ơi. Chết nè cưng, cứu anh. Trời ơi là trời. Trời ơi Tròn không cứu mà là WC mấy gáy nó cứu không nợ. Trời ơi là trời. Anh em chỉ cốt vậy đó, anh em vâng, chỉ cốt okay, vậy đó. Vâng ok thì thôi chẳng. Anh em chỉ cốt mà mình nóc không chạy lại cứu để thằng khác chạy lại cứu đó mọi người thấy không? Bắn hàng chết rồi mình sẽ hướng dẫn cho anh em leo ranh. Thứ nhất đó là leo ranh thì mình đã hướng dẫn cho anh em những cái đảo quân sự và đảo thiên đường, những điểm trọng yếu trong leo ranh. Cái đó thì các bạn coi video các bạn đã biết rồi, cái vấn đề di chuyển đúng không anh em? Thì như bạn nói là tất cả mọi người đều di chuyển theo cái cấu thì sao? Thì nói anh em tất cả mọi người làm di chuyển theo mình thì bắn nhau thì sao? Làm sao? Đúng anh em cho vui thôi, làm gì có chuyện tất cả mọi người ở trong trận đấu đều di chuyển theo anh em. Tại vì anh em sao? Đa số những người trong trận đấu đấy rất ít người leo ranh, ta leo ranh đầu mùa thôi. Mà không phải ai cũng di chuyển theo đó đâu anh em nhớ. Thôi ok, việc đầu tiên để anh em leo ranh đó là phải có một team cho thiệt chuẩn và phải có mid. Nhắc tới vụ có team cho thiệt chuẩn mọi người ơi, ở đây có ai có thời gian, ở đây có ai có thời gian rảnh rỗi để vô hả đi leo ranh với mình không? Mình cô đơn lắm, mình chơi game mình toàn hả ai mời mới được vô chơi thôi chứ mình không có team chơi. Cho nên bạn nào mà có thời gian á và muốn leo ranh chung với mình thì nhớ inbox cho mình nha, hoặc comment bên dưới để mình biết đường nha. Mình rủ mọi người leo ranh chung chứ leo ranh một mình buồn lắm mọi người. Anh em, thứ hai nữa là phải đi chung anh em à. Chứ nói thiệt với anh em luôn, tội lắm. Bạn nào mà không leo ranh đấy thì đừng vào hại những đồng đội của mình, anh em tội họ lắm mọi người à. Bạn cứ đi riêng đi lẻ, rồi bạn la lên ba bò một yếu, cứu. Trời ơi là ba bò một yếu, câu này quen lắm luôn á, thề ba bò một yếu. Thôi làm sao mà người ta leo ranh, cái rank không chứng minh được trình của các bạn đâu. Một trận đấu rank nó không giống như trận đấu trường tồn đâu các bạn à. Các bạn còn tồn lắm. Nhưng mà khi mà bạn rank bạc, rank đồng đấy, không ai muốn chơi với bạn đâu, cái đó là điều phải cấu nó hoài thôi à. Phải cố gắng làm gì làm, chơi game phải có một cái động lực. Ví dụ như là ngày xưa giờ mình chưa leo lên ranh đại thiên tướng thì ở mùa này mình cố gắng mình leo đại thiên tướng đi, hoặc là ở mùa sau mình cố gắng mình leo lên cái mục tiêu
vui nhưng mà cái chơi game mà suốt ngày vô bắn anh em thấy game nó nhạt không? Thực sự là tôi cảm thấy game nó nhạt đấy. Đúng rồi đó, chơi game là mình phải có một cái mục tiêu. Ví dụ như mùa này mình ranh, ví dụ mùa này mình chỉ bắn lên được kim cương đi, mùa sau mình ráng bắn lên ranh cao hơn, xong mùa sau mình muốn gọi là có động lực để chơi game thì mình ráng bắn lên cái ranh cao hơn nữa đó, kiểu các bạn đó rồi đẳng cấp cho anh em đúng không? Vậy nó mới có động lực chơi game. Ok thì đầu tiên là khi các bạn nhảy vào một điểm nào đó, còn cái này ví dụ tôi nhảy đấu vừa đây thì các bạn nhảy đấu vừa đây tuyệt đối giao tranh ở ban đầu và đồng đội không được cách xa nhau quá 35m để cho cover lẫn nhau nha mọi người nha. Chứ bây giờ tôi hỏi anh em nè, tôi có thằng này đấy, đồng đội không được cách xa 35m đấy, và gặp địch các bạn phải chú ý, gặp địch các bạn không bắn, báo vị trí cho đồng đội, 4 người dồn cam vào, mỗi ngành hai viên tên luôn đấy. Đúng rồi, như bác cậu nói, người ta gọi là teamwork á mọi người, cái đó gọi là teamwork á. Mà nếu mà mọi người muốn leo rank cao, mọi người phải phối hợp gọi là phối hợp làm việc nhóm ấy với nhau thật là tốt thì may ra mới leo rank cao được. Thôi, đó thì nó hoài rồi. Chứ bây giờ tôi nói đi lại thì anh em nghe video anh em bảo ôi trời ông này nói đi nói lại hoài. Thôi không sao anh ơi, anh cứ nói đi, anh nói đi nói lại hoài nhưng mà tụi nó cũng quên nè. Trời ơi, cái điều quan trọng nhất ở trong leo rank đó là giữ điểm rank. Cái giữ điểm rank nó quan trọng nha. Như bạn kêu tôi là hướng dẫn ở ngoài bo bơm bó bánh thùng dầu đi anh em ơi. Trời ơi là trời. Bơm bánh thùng dầu. Ý là sao trời, gì vui vẻ vậy anh em? Trời ơi là trời. Bơm bó bánh thùng dầu đi mà. Ai đâu mà ở ngoài bo bơm bó bánh thùng dầu anh em. Chán chết. Ý sao mà ngoài bo bơm bó bánh thùng dầu vậy anh em? Cả ai muốn chơi thế nào là quyền của họ, chúng ta không quyền, không được ép buộc và áp đặt. Người nào thì bắn qua chốt thì bắn, người nào thì bắn hiệu quả thì bắn thế thôi. Không có quyền, các bạn không có quyền nào áp đặt người này chơi cái này người kia chơi cái nọ cả. Anh em hiểu không? Đấy, đó là anh em phải giữ điểm rank ở mức độ cao nhất. Đấy, nếu mà anh em muốn đi top server Việt Nam thì anh em phải đầu tư. Một là vấn đề sức khỏe, còn cái vấn đề liệu rank di chuyển thế nào thì tự anh em nghiên cứu đúng không? Đầu tư đó là sức khỏe. Đúng rồi mọi người, cái sức khỏe rất là quan trọng luôn á mọi người. Tưởng tượng nếu mà dành một ngày tầm 8 đến 10 tiếng ngồi để chơi game để chơi hát thôi thì sao, rất là khó nha. Sorry mọi người, thằng con trai mình nó phá rất là khó, cho nên mọi người kiểu phải ăn uống đầy đủ nè, rồi nghỉ ngơi nè, ngủ nghỉ cho đủ giấc nè mới có sức khỏe để mà ngồi luyện tập nè rồi đi thi đấu. Cho nên là mọi người nhớ, cho dù chơi game như thế nào cũng phải nhớ giữ sức khỏe nha mọi người. Hai nữa đó là anh em phải có một cái team cho chuẩn vào. Anh có ai giới thiệu cho em không anh Gấu ơi? Giới thiệu cho em nha anh Gấu ơi. Mình cô đơn lắm. Em không có team nào để mà kéo ranh này mới chơi, em khổ quá à. Thứ ba, nếu mà anh em nào muốn leo bậc nhanh mà leo lên vượt qua những cái thằng thứ hai luôn. Đấy, thì tôi sẽ chạy cho anh em. Anh em leo làm sao cho mấy thằng cái hai ấy nó bóc phốt anh em mình sử dụng cái hai luôn mà đẳng cấp. Đó. Anh hiểu không? Anh em leo làm sao mà anh em không sử dụng cái hai mà mấy thằng cái hai nó phải bóc phốt anh em sử dụng cái hai đấy thì mới gọi là đẳng cấp. Ghê. Cái hai đen thì luôn. Bây giờ Gana cũng hết bán rồi. Đấy mà thực sự là nói là cái hai đen chỉ còn những hạt nhỏ thôi. Những hạt chưa bắt cấu rồi. Hay quá mấy cậu ơi. Review qua mấy bao nhiêu mùa rồi làm gì có cái hai nào trong người đâu anh em. Có đâu. Đó là nếu anh em muốn lên top 1 server một cách nhanh nhất thì anh em phải chuẩn bị cho tôi có hai cách leo. Một là anh em leo theo chế độ 7 người. Chế độ 7 người là như thế nào? Khi bạn vào trận, bạn chỉ cần bắn đủ 3 kill nha mọi người nha. Bạn chỉ cần bắn đủ 3 kill. Khi dòng bo 2 thu lại xong, bạn tự tử cho mình. Nếu mà ba người kia chắc chắn gánh bạn được từ top 2 tới top 1. Đấy. Là để dự điểm hả mọi người hay là để cộng điểm hả? Hay không? Đấy. Chứ bây giờ tôi nói với các bạn, bạn tự tử mà ba thằng kia mà top 11, top 12 thì bạn cũng chết. Đấy. Bạn ao ra cho mình. Sau đó bạn bắn thùng dầu, bạn tự tử, bạn ao ra cho mình. Ao ra rồi bạn lại tiếp tục ghép vào ba người còn lại. Đấy. Sau khi ghép ba người còn lại xong thì bạn lại tiếp tục như cũ giết ba kill đủ sát thương. Khi dòng bo 2 thu xong rồi bạn tiếp tục ao ra, tiếp tục bắn với ba người khác nữa. Đấy. Như thế là bạn được lợi là khi trong khi đó, như thế là bạn bắn một trận đấu của bạn là 17 phút thì một trận đấu của người ta sử dụng cái thai cũng 17 phút, nhưng mà bạn bắn một trận thì bằng người ta bắn 2 trận. Hiểu chưa? Wow, bác Gấu vừa khai sáng cho vùng trời mới mọi người, vùng trời mới luôn á. Wow. Giờ mình mới biết là ví dụ đang ở trong trận mình thoát ra, mình ghép đội với những người khác là mình vẫn được cộng điểm á nha. Mình cứ tưởng là nếu như mà mình chơi xong mình thoát thì mình sẽ bị trừ điểm á mọi người, vì kiểu không có tinh thần đồng đội á. Nhưng mà bây giờ nhờ cái clip này của bác Gấu mình đã được khai sáng cái vùng trời mới. Wow. Mình đã được khai sáng cái vùng trời mới. Wow. Sắp tới mình sẽ áp dụng cái cách leo rank này của bác Gấu mọi người ạ. Đấy, mình hiểu ý nói chưa? Nhưng mà okay, tôi nghĩ rằng nếu mà anh em bắn team 7 thì anh em phải có cho mình một cái team rất là chuẩn nha anh em nha.
chứ anh em không phải là nhiều bạn nói là khi out ra có bị trừ điểm hay không. Nếu dòng bo ha, lý do vì sao bác gấu lại là team 7, nghĩa là team sẽ có 7 người, đó là bao gồm mình và 6 bạn khác. Thì game này mình ghép với 3 bạn này, xong mình thoát ra mình ghép đổi với 3 bạn khác nữa. Trời ơi, vậy mà lúc đầu tôi đọc kiểu tôi vẫn không hiểu kiểu team 7 nghĩa là gì. Bây giờ tôi mới hiểu team 7 là sao mọi người ạ. Rồi, wow. Khi các bạn đủ sát thương, các bạn out ra thì nó vẫn tính điểm của đồng đội bạn cho bạn nha. Đấy, ví dụ như là bạn đủ sát thương rồi, bạn đã đủ điều kiện rồi thì mà vòng qua xong rồi thì bạn ba kêu. Đấy, đồng đội bạn double thì bạn vẫn double. Đấy, bạn hiểu không? Một trận đấu thì bình quân nó là 9 phút thì hai trận chỉ là 18 phút. Đấy, 18 phút thì bạn nghĩ đi, một trận đấu ở đen kim cương 4 thì cộng được 27 điểm. Thì bạn bắn một trận thì bạn cộng được 54 điểm. Đấy. Thì cứ như thế thôi, cứ xây viên. Đấy, bắn một hồi làm sao vậy? Chỉ mới cộng ten maximum luôn. Đấy. Ten. Tôi hướng dẫn cho anh em hiểu chưa anh em? Bác anh em hiểu hài hước mọi người. Đấy, tôi chỉ nói lại nha, tại video này mình nói hơi nhiều nên thông cảm. Đấy, anh em phải thôi, có thể anh em tu lại đi. Nãy bắn vô vòng nãy giờ cũng quên rồi ông nội. Hay quá, sắp tới một bác cậu ơi. Chim còn. Đấy, bác cậu nói như thế anh em đã hiểu chưa ta? Nếu anh em nào chưa hiểu hoặc cần muốn một đoạn video hướng dẫn kỹ càng hơn thì anh em có thể bình luận ở bên dưới. Đấy, mình sẽ nói kỹ càng và mình sẽ làm hướng dẫn cho anh em luôn. Anh em có bình luận bên dưới. Ok luôn. Căng thế. Căng thế. Hồi máu đi bác cậu ơi. Nhưng mà cái điều quan trọng là anh em phải đủ sức thương nha anh em nha. Nha anh em nha. Chứ anh em không đủ sức thương là đồng đội top 1 là nó cộng bạn điểm top 2 đi. Bạn hiểu không? Nếu mà các bạn không đủ sức thương đây thì đồng đội của bạn top 1. Ôi. Ủa thôi, để vào video khác nói. Ôi trời ơi. Thầy thôi. Nếu mà bạn không đủ sức thương đây, đồng đội bạn top 1 thì nó bạn top 3 đi. Top 3 thì như cộng 21 điểm thôi. Đấy. Bạn hiểu chưa? Bạn hiểu mới nói không? Ừ. Đấy, làm bạn đủ sức thương nha mọi người nha. Rồi trong tình huống này khó rồi. Trời ơi, bắn kìa. Ok. Thôi bye bye tất cả các bạn nha. Đoạn video này nói nhiều đây. Chắc top 2 rồi. Ghét tôi bảo nói nhiều. Đấy, tôi sẽ làm, chắc tôi sẽ làm một đoạn video hay quá ta. Còn đằng sau nè. Thôi bye tất cả các bạn nha mọi người nha. Bye, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Nhớ like, subscribe cho bác gấu. Ok, để mình like cho bác gấu một cái này. Đó, mọi người sau khi xem xong video của mình thì mọi người cũng có thêm kiến thức về cách làm sao để leo rank nhanh. Giống như kiểu là mình cái hiệu quả mình đạt được gấp đôi người khác, đó là mọi người leo rank team 7 nha. Thì tiện đây thì nếu mà bạn nào có nhu cầu leo rank giống như bác gấu thì mọi người comment bên dưới để tụi mình có thể ghép team leo rank chung với nhau nha mọi người. Mình đang cô đơn lắm, mình đang kiểu lạc lõng, không có một cái bến đậu nào cả. Cho nên là nếu mà team nào đang tuyển thành viên thì nhớ cho mình biết với nha. Cảm ơn bác gấu rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và nếu như mọi người muốn mình làm thêm những video khác thì đừng quên comment bên dưới nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye.